Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 5 mạch tổ hợp, mạch thực hiện các phép toán số nhị phân mã BCD của môn lý thuyết kỹ thuật số. Tiếp tục nội dung thứ tư, trừ số nhị phân. Ta sang nội dung thứ bảy, chuyển đổi phép trừ thành phép cộng của phần 5.4 trừ số nhị phân. Phép toán x trừ y có thể được thay thế bằng x cộng bù 2 của y. Ta bắt đầu với ví dụ 534, trường hợp x lớn hơn y. Số x có giá trị thập phân là 25, số nhị phân tương ứng là 01, 10, 01. Số y có giá trị thập phân là 18, tương ứng với số nhị phân là 01, 10, 10. Ta sẽ thực hiện phép toán trừ x trừ cho y. Đầu tiên ta sẽ tiến hành trừ trực tiếp số nhị phân của x cho số nhị phân của y. Sau đó ta sẽ thực hiện cách trừ thông qua cộng bù 2. Bây giờ ta sẽ tiến hành trừ bit thứ 0 của x cho bit thứ 0 của y. 1 trừ cho 0, 0 cộng mượn. Bit mượn bằng 0. Sau khi trừ, kết quả bằng 1. Tiếp theo là trừ bit thứ 1. 0 trừ cho 1, không được phải mượn 1 là 2. 2 trừ 1 còn 1. Tiếp theo là trừ bit thứ 2, 0 trừ cho 0, trừ cho 1 mượn, không được, phải mượn 1 ở hàng kế là 2, 2 trừ cho 1, còn 1. Tiếp theo là trừ bit thứ 3, 1 trừ cho 0, trừ cho 1 mượn, không cần mượn, bit mượn bằng 0, 1 trừ cho 1 bằng 0. Tiếp theo là trừ bit thứ 4, 1 trừ cho 1, trừ cho 0, không cần mượn, bit mượn bằng 0, sau khi trừ bằng 0. Tiếp theo là trừ bit thứ 5. 0 trừ cho 0, trừ cho 0 mượn, kết quả bằng 0. Như vậy, ta đã thực hiện xong cách trừ thứ nhất, được gọi là cách 1, và kết quả sau khi trừ bằng 7. Bây giờ ta sẽ thực hiện cách tương đương, dưới dạng là x cộng với bù 2 của y. Đầu tiên ta sẽ đi tìm giá trị bù 1 của y. Số nhị phân y có giá trị là 0, 1, 0, 0, 1, 0. Bù 1 được thực hiện bằng cách nghịch đảo giá trị của các bit. Kết quả bù 1 của y có giá trị là 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tiếp theo là tìm giá trị bù 2 của y bằng bù 1 cộng 1. Kết quả bù 2 của y là 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bây giờ ta sẽ tiến hành phép toán cộng x với bù 2 của y. Đây là giá trị của x 0, 1, 1, 0, 0, 1. Cộng với giá trị bù 2 của y là 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1 cộng với 0 là bằng 1, nhớ 0. 0 cộng 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 0. 0 cộng 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 0. 1 cộng 1 cộng 0 bằng 0, nhớ 1. 1 cộng 0 cộng 1 bằng 0, nhớ 1. 0 cộng 1 cộng 1 bằng 0, nhớ 1. Ta bỏ đi bit nhớ hoặc bit tràn của lần cộng sau cùng. Cách cộng x với bù 2 của y được xem như là cách 2 và kết quả của cách 2 bằng 0, 0, 0, 1, 1, 1, trùng với cách 1 là cách trừ trực tiếp x cho y 0, 0, 0, 1, 1, 1. Như vậy, phép toán trừ x cho y được thay thế bằng phép toán x cộng với bù 2 của y. Bây giờ ta sang ví dụ tiếp theo, 535, khác với ví dụ 534. Ở ví dụ 534 là x lớn hơn y, còn ở ví dụ 535 là x nhỏ hơn y. Số x có giá trị thập phân là 18, số nhị phân tương ứng là 0, 1, 0, 0, 1, 0. Số y có giá trị thập phân là 23, số nhị phân tương ứng là 0, 1, 0, 1, 1, 1. Bây giờ ta sẽ trừ theo cách 1 là cách trực tiếp, x trừ trực tiếp cho y. Bắt đầu trừ bit thứ 0, 0 trừ cho 1, không được, phải mượn 1 ở hàng kế là 2, 2 trừ cho 1, còn 1. Tiếp theo là trừ bit thứ 1, 1 trừ cho 1, trừ cho 1 mượn, không được, phải mượn 1 ở hàng kế là 2, 2 với 1 vốn có là 3, 3 trừ cho 2, còn 1. Tiếp theo là trừ bit thứ 2, 0 trừ cho 1, trừ cho 1 mượn, không được,
phải mượn 1 ở hàng kế là 2, 2 trừ cho 2 bằng 0. Tiếp theo là trừ bit thứ 3, 0 trừ cho 0, trừ cho 1 mượn, không được, phải mượn 1 ở hàng kế là 2, 2 trừ cho 1 còn 1. Tiếp theo ta sẽ trừ bit thứ 4, 1 trừ cho 1, trừ cho 1 mượn, không được, ta phải mượn 1 ở hàng kế là 2, với 1 vốn có là 3, 3 trừ cho 2 còn 1. Tiếp theo ta trừ bit thứ 5, do bit thứ 5 của x bằng 0, bit thứ 5 của y bằng 0, cho nên ta không cần phải trừ, lấy bit mượn đưa vào kết quả và kết thúc phép trừ. Số nhị phần x trừ cho số nhị phần y, cho ra số nhị phần kết quả f có giá trị là 11101111. Quan sát số nhị phần x và y, ta thấy bit dấu của hai số này bằng 0. Điều đó có nghĩa là số nhị phần x và y là hai số dương. Còn bit dấu của số nhị phần kết quả bằng 1 cho biết đây là số âm. Khi đó giá trị thập phân của số nhị phần kết quả sẽ được tính toán bằng trừ 32 cộng với 16 cộng với 8 cộng với 2 cộng với 1 là 3. Trừ 32 cộng với 16 cộng 8 cộng 3 phần dương là 24 cộng với 3 là 27, trừ 32 cộng với 27 bằng trừ 5. Tiếp theo ta sẽ đi thực hiện cách thứ hai là x cộng với bù 2 của y. Đầu tiên ta sẽ đi tìm bù 1, giá trị của y. Y có giá trị là 010111. Bù 1 của y bằng cách nghịch đảo các bit này và kết quả là bù 1 của y bằng 101000. Bù 2 của y bằng bù 1 cộng 1, kết quả là bù 2 của y bằng 101001. Bây giờ ta tiến hành cộng giá trị của x với bù 2 của y. X có giá trị là 010010. Bù 2 của y có giá trị là 101001. Ta bắt đầu cộng từ bit thứ 0, 0 cộng với 1 bằng 1, nhớ 0. 1 cộng 0 cộng 0 bằng 1, nhớ 0. 0 cộng 0 cộng 0 bằng 0, nhớ 0. 0 cộng 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 0. 1 cộng 0 cộng 0 bằng 1, nhớ 0. 0 cộng 1 cộng 0 bằng 1. Kết quả của cách 2 S bằng 111011 trùng với kết quả của cách 1 S bằng 111011. Như vậy, một lần nữa ta có thể khẳng định phép toán trừ x cho y sẽ được thay thế bằng x cộng với bù 2 của y. Bây giờ ta sang nội dung thứ 8, thiết kế mạch trừ hai số nhị phân 4 bit ở dạng cộng bù 2. Phép toán trừ hai số nhị phân 4 bit tổng quát x trừ cho y. Số nhị phân x gồm có 4 bit từ x3 đến x0, số nhị phân y 4 bit từ y3 đến y0. Bây giờ ta sẽ thực hiện dưới dạng cộng bù 2. Đầu tiên ta sẽ đi tìm số bù 1 của y. Số nhị phân y 4 bit từ y3 đến y0, bù 1 của y là nghịch đảo các bit. Kết quả, bù 1 của y sẽ bằng y3 đảo, y2 đảo, y1 đảo, y0 đảo. Tiếp theo ta sẽ đi tìm số bù 2 của y bằng bù 1 cộng với 1. Bây giờ ta sẽ thực hiện phép toán x cộng với bù 2 của y. Đây là số nhị phân x, còn đây là bù 2 của y. Ta tiến hành cộng từng bit, bắt đầu với bit thứ 0. x0 cộng với y0 đảo cộng với 1 cho ra kết quả là s0 và bit nhớ c0. Tiếp theo ta tiến hành cộng bit thứ 1, x1 cộng với y1 đảo cộng với bit nhớ c0 cho ra kết quả là s1 và bit nhớ c1. Tiếp theo ta sẽ cộng bit thứ 2, x2 cộng với y2 đảo cộng với c1 cho ra kết quả là s2 và bit nhớ c2. Cuối cùng là cộng bit thứ 3, x3 cộng với y3 đảo
cộng với C2 cho ra kết quả là S3 và biết nhớ C3. Từ phép toán x trừ y, ta đã chuyển sang phép toán x cộng bù 2 của y. Và với phép toán này, ta đã nhận ra được tài nguyên để thiết kế mạch trừ hai số nhị phân ở dạng cộng bù 2, gồm có 4 mạch cộng toàn phần 1 bit. Để thực hiện phép toán bù 1 của y, ta sử dụng 4 cổng NOT. Để thực hiện phép toán bù 2 của y bằng bù 1 cộng với 1, thì ta cho ngõ vào CI của mạch cộng toàn phần bit thứ 0 nối với nguồn VCC để tạo ra mức logic 1. Cuối cùng, ta đã thiết kế được mạch trừ hai số nhị phân 4 bit ở dạng cộng bù 2, sử dụng 4 mạch cộng toàn phần 1 bit, sử dụng 4 cổng NOT để tạo ra tín hiệu bù 1 của y. Ngõ vào CI được nối với nguồn VCC để tạo ra mức logic 1 thực hiện chức năng bù 2 của y. Tiếp theo là phần mô phỏng mạch. Đây là mạch trừ hai số nhị phân 4 bit được thực hiện dưới dạng cộng bù 2, sử dụng 4 mạch cộng toàn phần 1 bit, sử dụng 4 cổng NOT và ngõ vào CI của bit thứ 0 được nối với mức logic 1. Và bây giờ chúng ta quan sát các giá trị ngõ vào của x, của y và các ngõ ra. Trạng thái hiện tại của các ngõ vào x 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Trạng thái hiện tại của các ngõ vào y 0, 0, 0, 0. Qua 4 cổng NOT tạo ra giá trị bù 1 là 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ngõ vào CI nối với mức 1 là cộng với 1. Và bây giờ ta thực hiện cộng 0 cộng 1 cộng 1 bằng 0 nhớ 1, 0 cộng 1 cộng 1 nhớ bằng 0 nhớ 1, 0 cộng 1 cộng 1 nhớ bằng 0 nhớ 1, 0 cộng 1 cộng 1 nhớ bằng 0 nhớ 1. Giá trị ở ngõ ra là 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Như vậy, trạng thái hiện tại trong sơ đồ mạch mô phỏng là hoàn toàn chính xác. Và bây giờ mời các bạn quan sát sự thay đổi của các ngõ vào và ngõ ra. Trường hợp cộng thứ 2. Trường hợp cộng thứ 3. Trường hợp cộng thứ 4. Tương tự cho các trường hợp cộng còn lại, khi quan sát, ta thấy mạch mô phỏng hoạt động cộng hai số nhị phân dưới dạng bù 2 hoàn toàn chính xác. Phần nội dung trình bày của mục thứ 8 đến đây kết thúc. Các bạn xem những gì đã trình bày của mục thứ 7 và mục thứ 8 chưa hiểu, chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.